Bật chế độ khóa bảo vệ trang cá nhân trên Facebook có thể bạn chưa biết. Nếu chưa biết, cùng theo dõi hết video này của mình ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở Facebook lên. Các bạn sẽ ấn vào biểu tượng trang cá nhân ở góc tay phải màn hình ha. Rồi, các bạn sẽ tìm cho mình cái phần cài đặt và quyền riêng tư. Ở đây các bạn tiếp tục chọn cài đặt. Ở phần cài đặt này, các bạn vuốt lên. Các bạn tìm cho mình cái chữ khóa bảo vệ trang cá nhân, rồi các bạn sẽ ấn vào. Tiếp tục các bạn chọn là khóa bảo vệ trang cá nhân. Rồi, như thế này là đã thành công ngay các bạn. Các bạn sẽ nhấn vào chữ OK nè. Rồi, chúc tất cả các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.